Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và hôm nay chúng tôi có niềm vui và hân hạnh được thưa truyền với cựu đại tá Vũ Văn Lộc, tức nhà văn Giao Chí. Cuộc nói chuyện này cũng rất là thú vị, bởi vì có hai chuyện lớn để chúng ta nói chuyện. Bởi vì chuyện bầu cử nước Mỹ và bầu cử địa phương của chúng ta có nhiều chuyện để nói. Thứ hai nữa là, như quý vị biết, cựu đại tá Vũ Văn Lộc có nhiều cái công trình. Ví dụ Việt Museum là một công trình. Ngoài ra thì bên cạnh Việt Museum, nhà văn Giao Chí, tức cựu đại tá Vũ Văn Lộc, còn có một số các công trình khác về DVD liên quan đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, di sản Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Những cuộc về văn học, nghệ thuật, về văn hóa cộng đồng cũng rất là thú vị, mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng nên có một những cái bộ DVD như vậy trong nhà. Cho nên chúng tôi có thưa với cựu đại tá Vũ Văn Lộc là xin được mời bác Lộc để nói về hai vấn đề này. Trước hết cháu xin chào bác, thưa bác. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Nam. Mình cũng một thời gian bận rộn thì mới gặp lại. Dạ. Nhưng mà anh Nam biết không, là ngày cách đây 2 ngày, một bà phóng viên của chương trình vừa truyền hình và vừa radio nữa đến hỏi chúng tôi, thưa quý vị, hỏi chúng tôi về vấn đề bầu cử ở đây. Thì tôi mới hỏi bà ấy là lâu lắm mà bà mới hỏi tôi vấn đề bầu cử, tại sao vậy? Bà ấy bảo là tôi ngạc nhiên lắm ông ạ. Là bởi vì cái số cử tri Việt Nam mà ghi danh đấy, nó cao hơn tất cả các sắc dân ở đây. Thành ra tôi phải đến tôi hỏi ông. Mà đặc biệt ấy, là mấy ông già đấy, Việt Nam á, ông già bà già Việt Nam á, lại ghi danh sốt sáng đi bầu nhiều hơn tất cả các ông già bà già Mỹ, Ấn Độ hay là Mễ, vân vân, nhiều hơn. Thế tại sao vậy? Thì bà ấy hỏi tôi là ông năm nay bao tuổi rồi? Thì tôi bảo tôi 80 rồi đấy bà. Thì có đi bầu không? Bảo đúng rồi, tôi phải nằm trong cái số mà bà ngạc nhiên, tức là cũng đi bầu nhiều chứ. Đấy, ông hỏi tại sao vậy? Thì tôi cũng phải suy nghĩ một tí với trả lời anh Nam biết đấy. Là thứ nhất ấy, là một trong những lý do mà người Việt Nam ở đây đi bầu, mà mình nghĩ là mình có vào quãng độ chừng ở San Jose này, mình vào quãng độ chừng 10-11% tổng số dân số, mà cái số tỷ lệ đi bầu của mình ấy, lại cao hơn là 10-12-13% đấy, khá hơn tất cả các sắc dân khác đấy. Lý do là tại sao quý vị biết không? Người Việt Nam ra ứng cử. Mà bây giờ tôi nói thật tình quý vị, chứ nhiều người ta nói là chia phiếu này khác chứ. Bây giờ ở một cái khu vực á, mà bây giờ mình tưởng tượng cái khu 7 hay là khu 4 ấy, mà 5 ông Việt Nam ra mà chia phiếu tan tành ra đó, cử tri ghi danh lại nhiều. Yeah. Thấy không? Mỗi ấy, chứ đừng sợ chia phiếu. Càng ra nhiều ấy, lôi kéo cái số cử tri lên cao, và tổng số cái số cử tri đó làm thành cái sức mạnh. Bởi vì thưa quý vị là thế này nhé, bao giờ cũng vậy, sức mạnh của một cộng đồng là nó do con người. Quý vị giỏi mấy chẳng nữa, quý vị là tiến sĩ, bác sĩ, là bao nhiêu giỏi nữa, quý vị ở cộng đồng thì có 1-2 ông thì chả vất đi, phải hàng trăm ngàn người, mình đông là mình thấy có sức mạnh. Nhưng mà đông có sức mạnh rồi thì người ta đâu có coi ra cái gì nếu mà không làm ăn, không đóng thuế, mà lại quan trọng nhất là phải ra ứng cử. Đấy, thì cái chỗ là sức mạnh của mình là đông mà lại còn tham dự vào chính trường. Thành ra tham dự vào chính trường, nâng cái số cử tri lên, cái đó là sức mạnh. Thành ra tôi không có quản ngại gì về vấn đề mà 3-4 ông Việt Nam ra tranh nhau, càng ra tranh càng đông, đông người ghi danh đi vào, mỗi ông dở mấy cũng kéo được họ hàng nhà mình, cái đó là lên sức mạnh đấy. Đấy, cái đó là sức mạnh. Thành ra tôi phải khen ngợi là càng nhiều người ra càng tốt. Đừng có sợ là mấy ông tranh nhau rồi thì chia ra, tính cách chia rẽ, tôi không có ngại cái đó. Mà người Mỹ họ đi chú ý là cái vấn đề tham dự. Thế còn kỳ này, ở cái vùng này đặc biệt thì nhé, cái này cũng là anh Nam với mọi người suy nghĩ thôi. Có một cô Madison, cô ấy đã từng là phó thị trưởng, một chức vụ rất là cao. Và cô ấy là người đã trải qua nhiều trận đánh, và cô ấy còn survive được, cô ấy còn tồn tại được. Bây giờ kỳ này cô ấy ra tranh cử tiểu bang. Thì bên kia lại một ông Ấn Độ. Thế thì bây giờ đó, hai bên, người Việt Nam đều có chia ra hai phe để mà ủng hộ. Một bên ủng hộ một ông Ấn Độ, một ông bên ủng hộ một cô Việt Nam. Thế thì cái cô Việt Nam, cô Madison đó, mình nói thật tình ấy, lắm người ghét mà cũng lắm người thương. Có nhiều người
quyết định bỏ phiếu cho cô này lý do tại sao, và tôi thấy mọi người ghét, tôi lại thương cô này. Cái đó là cuộc đời nó như vậy. Thành ra hãy mà cuộc đời mà một người có nhiều người thương ấy, thì lại có người nhiều người ghét, mà có nhiều người ghét thì lại có nhiều người thương. Còn những ông mà như tôi cũng chẳng thương ghét được bao nhiêu như anh ấy, thì cũng nó coi như là không có giá trị, phải không? Đấy. Thế bây giờ nói thực tình, bây giờ anh Nam nghĩ coi, anh có được độ chừng 50 cô ghét thì đời anh khá rồi, phải không? Trời ơi, ở đời mà một thanh niên nam tử mà có đến 50 cô ghét thì đã quá rồi. Yeah. Thì nào cũng phải có 20-30 cô thương. Cái đó là ý nghĩa thương ghét như vậy. Tại cái kỳ này đó, tôi cũng không biết là sẽ kết quả ra sao, chứ một bên là ông Ấn Độ, thì người ta ủng hộ cái ông Ấn Độ kia. Vì sao? Vì người ta ghét cái cô này. Yeah. Ghét cái cô Madison mà đi thương cái anh Ấn Độ. Mà tôi nghĩ nói thật tình ấy, ở trong đó cô Vân với cái anh Đỗ Thành Công là hai người đã tranh cử mà thất bại đó, bìa dồn phiếu cho ông Ấn Độ. Cái đó cũng là một cái tâm tư phải suy nghĩ. Tại sao lại bỏ một người Việt Nam mà lại đi yểm trợ một ông Ấn Độ? Mình oán hận cái cô này đến cái mức nào? Mà chuyện thì mình nói đến đó thôi, chứ không nói thêm nữa rắc rối thôi nha. Dạ. Phải không? Thưa quý vị, bác Lộc nói rất đúng thưa quý vị. Để cho quý vị ở xa thì có thể hiểu thêm chút thế này. Trong cuộc đua vào chức dân biểu hạ nghị viện của tiểu bang California tại khu vực 27 thì có thoạt đầu có 7 người ra tranh cử, trong đó có 3 người Việt Nam, 3 người Mễ và 1 người Ấn Độ. Thì 3 người Mễ rớt, thì nói đúng ra đó là một điều đau buồn cho cộng đồng Mễ, bởi vì người Mễ đã giữ cái chức này trong rất là nhiều nhiệm kỳ, trong rất nhiều năm. Việc mà người Mễ mất cái chức dân biểu tiểu bang khu vực 27 tại khu vực miền Bắc California, đặc biệt tại San Jose, đó là một thất bại khá buồn của người Mễ. Đúng. Nhưng mà như vậy còn lại 3 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ, thì cuối cùng á thì 2 người Việt Nam rớt, cô Vân Đê đứng hàng 3 và anh Đỗ Thành Công sau đó cũng rớt, còn là 2 người vào vòng chung kết là Ấn Độ và cô Madison. Thì như vậy đó, người ta coi đây là cái cơ hội duy nhất để hoặc là có một người Ấn Độ, gốc Ấn Độ làm lịch sử, hoặc là người gốc Việt Nam làm lịch sử trong cuộc đua vào chung kết của chức dân biểu tiểu bang California. Nói tới cái quốc hội California có thượng viện và hạ viện. Về thượng viện thì chúng ta có cô Janet Nguyễn đang làm. Về hạ viện thì trước đây có ông Trần Thái Văn, nhưng mà chưa có một người nữ dân biểu gốc Việt. Thì nếu cô Madison đắc cử lần này, cô là nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại hạ viện tiểu bang California. Và nếu ở Ấn Độ đắc cử thì ông Ấn Độ là một ông nam dân biểu đầu tiên của gốc Ấn Độ đúng tại tiểu bang California. Thì đây về phía cạnh nào, sự thất bại cộng đồng Mễ như là cơ hội cho cộng đồng Ấn Độ và cộng đồng người Việt. Chúng ta nói về chung là chia sắc dân ra. Chứ thực sự họ làm dân biểu có làm cho sắc dân nào đâu. Đúng rồi. Họ làm cho mọi sắc dân. Tuy nhiên nói về cộng đồng Việt Nam thì riêng cô Mai Sinh Nguyễn thì và tranh mộng Ấn Độ này thì mình thấy cái sức mạnh cộng đồng Việt Nam tại đây rất quan trọng. Tại vì như vậy là sao? Có nghĩa trong 177 cái khu vực này là khoảng 500 dân số, 500 ngàn, nửa triệu dân cái khu vực này, 27 đây. Mà trong đó có 177.000 cử tri ghi danh đi bầu. Còn đi bầu bao nhiêu ta chưa biết. Mà cử tri ghi danh đi bầu là 177.000. Trong đó thưa quý vị, nếu tính tỷ lệ phần trăm thì Việt Nam chỉ trên 10% chút xíu, 12-12%. Nhưng mà vì như Bắc Lộc nói, cái tỷ lệ đi bầu là nó lên cao tới khoảng 18-20%. Đúng dân vậy. Số mình chỉ có 10-2% thôi. Mà đi bầu đông. Nhưng mà đi bầu nó lên tới 18-20%. 18-20% trong 177.000 á. 17 nhân 2 là khoảng trên 30.000 lá phiếu người Việt sẽ quyết định cái vận mệnh cho cuộc đua vào chức dân biểu tiểu bang lần này. Cho nên cô Madison cũng thèm cái khối lá phiếu này. Và ông Ấn Độ thì cũng thèm cái khối lá phiếu này. Cho nên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta bởi hai cái tác động bên và chống cô Madison nó dẫn đến cái cửa mở trong Ấn Độ bước vào cộng đồng. Thì bây giờ chúng ta thấy hai ứng cử viên chạy đua là cô Vân Lê và ông Đỗ Thành Công đã thua vào ngoài. Thì ông cô Vân Lê khoảng 10-mấy ngàn phiếu, Đỗ Thành Công khoảng 5 ngàn phiếu, tổng cộng lại thì khoảng 16-17 ngàn phiếu. Đúng như vậy. Thì hai người này chạy theo ông Ấn Độ.
định dồn phiếu vào đấy. Dồn phiếu trong Ấn Độ. Right. Và đó, sáng nay thì trong lúc chúng tôi uống cà phê tại quán cà phê Paloma thì một cái đoàn xe đạp đi cổ vũ, đạp xe để cổ vũ cho ông ứng cử viên Ashkara người gốc Ấn Độ này, thì trong đó nhìn ra toàn bộ người Việt Nam mặc chiếc áo màu vàng đeo cái chữ Ashkara toàn bộ người Việt Nam. Thì khi họ vô trong quán cà phê vận động các cử tri mà đi bầu trong Ashkara thì họ đối phó với một số ủng hộ viên của Madison. À thế à, chuyện đó xảy ra. Chuyện xảy ra sáng nay. Ừ. Thậm chí là muốn chụp hình bên phía mà ủng hộ viên Madison, tôi không muốn các cô chụp hình tôi. Ừ. Chúng tôi biết các cô là ai, các anh là ai. Ừ. Tôi không chỉ chụp hình. Cho nên rồi hai ban đại diện cộng đồng thì cũng đứng ở phía ông, hai ban đại diện cộng đồng người Việt đứng về phía ông Ashkara. À, cả hai phía. Cả hai ban đại diện cộng đồng của người Việt Nam tại vùng San Jose, Bắc California đều đứng ở phía ông Ashkara. Cho nên trận chiến được xem là khá phức tạp. Đã tương đối là khá phức tạp. Như vậy cái vấn đề câu hỏi đặt ra là bầu người Việt có nên bầu cho người Việt không, làm vấn đề lớn trong cuộc chạy đua này. Người Việt có nên bầu cho người Việt hay không nên bầu cho người Việt? Bầu cho người Việt hay là bầu cho một người không phải là người Việt? Tại sao như vậy? Làm vấn đề vẫn treo lơ lửng trong tâm trí của những người Việt Nam, khoảng 30.000 người đi bỏ phiếu trong đợt này. Cho nên đây là vấn đề. Mà nếu ai thắng lá phiếu này, ai mà thắng lá phiếu cộng đồng người Việt là sẽ thắng. Tại vì nó chiếm tới 20%, khoảng gần 20%, khoảng 18-20%. Trong cuộc bầu cử tổng, có bầu cử tổng thống này đi bầu đông lắm. Đúng rồi. Cho nên nó chiếm tới 20%, mà bác nghĩ coi, mà chiếm được 20% cái lá phiếu là cái chance là thắng rất là lớn. Riêng nếu 50% cộng 1 phiếu, nếu anh chiếm 50% cộng 1 phiếu là anh đắc cử. Mà riêng cộng đồng Việt Nam mới tới 20% là tất cả cộng đồng còn lại còn 30%. Thì bác thấy ai chiếm cộng đồng Việt Nam là người đó đắc cử. Cho nên cái cử tri Việt Nam á, trở thành một cái yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định trong cuộc bầu cử khu vực 27 này. Đúng rồi. Hay lắm. Thì cái chỗ đó, cái đó là gì? Cái đó là cái chỗ đó là chính là sức mạnh cộng đồng. Không phải chỗ ông bác sĩ, chỗ ông kỹ sư, đúng chỗ rồi, ông tiến sĩ, chỗ ông luật sư, mà bao nhiêu phần trăm lá phiếu đi bầu mới chính là sức mạnh cộng đồng. Cho nên các cái cử tri vào thăm hỏi người Việt, rồi viết cam kết với cộng đồng người Việt, rồi đi tới thăm người Việt, rồi hứa hẹn nhà cửa gia cư cho người Việt, rồi hứa hẹn này nọ. Tại vì họ có những cái commitment để làm gì? Đối với cộng đồng Việt Nam đã lấy phiếu, right? Đã lấy phiếu cộng đồng Việt Nam. Cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta, trước đây nếu chúng ta tôi đến vào lúc mà thành phố này chỉ khoảng chừng 30.000 người Việt, lè tè lắm, mình thấy mình buồn lắm. Đi đâu cũng cảm thấy mình lẻ loi, đi đâu cũng thấy mình yếu. Nhưng bây giờ mình cảm thấy mình hãnh diện, tôi là người Việt. Nhưng mà nếu quý vị càng đi bầu dữ dằn nữa, cái số lượng mà phần trăm mình đi bầu nữa, số lượng quý vị chiếm 20-25% nữa đó, thì thưa quý vị, tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, quốc hội đều bò đến gặp cộng đồng Việt Nam, xin sợ cộng đồng Việt Nam và hứa hẹn cộng đồng Việt Nam, thì cuộc đấu tranh chúng ta với dân chủ tại quê nhà và phát triển cộng đồng, hay là nói như cái khẩu hiệu của hội Tết ngày xưa đó, xây dựng cộng đồng và giải phóng quê hương ấy, thì cái cơ may nó mới dễ hình thành. Còn nhớ cái đó. Dạ. Thưa quý vị, mà tôi thấy nói thật tình, tôi chỉ có cảm tính thôi, nhưng mà anh Nam anh đi vào con số anh phân tích, tôi cũng thấy rất là thấy thú vị. Bây giờ mình mới nhìn thấy là cái kỳ bầu cử, chỉ kỳ bầu cử đơn giản của một cái chức vụ dân biểu của tiểu bang sẽ là đáp số cho cái con toán của cử tri Việt Nam ở đây. Nó sẽ ra làm sao? Bởi vì thực ra mình nói đó, nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được một ông Ấn Độ mà lại được một số đông đảo cụ thể rõ ràng những người Việt Nam ra mặt để mà ủng hộ đoàn xe đi, ủng hộ để mà chống lại một người Việt Nam. Yeah. Là cả một cái chuyện lạ lùng. Nhưng mà cái khối Việt Nam mà không ra mặt mà tiềm ẩn mà ủng hộ cho cử tri thầm lặng, là bao nhiêu thì mình không biết. Dạ. Là mình không biết. Thấy cái kỳ tới nó sẽ có cái đáp số. Bởi vì thực ra thì theo chúng mình đã biết đấy, thì phía bên Comerson cũng có những người Việt Nam yểm trợ, nhưng cái khối đó họ không có ra mặt mạnh mẽ. Yeah. Và hình như có yếu tố ngần ngại. Thành ra vì vậy nên đấy, ở trên đời đó đôi khi một ông ứng cử viên ông ấy thắng cử
là bởi vì không phải là bởi vì ông ấy tài giỏi, mà bởi vì ông ấy lại ở cái hoàn cảnh mà bị cái đối phương của ông bị người ta ghét thì ông khỏe. Chứ bây giờ mình lại mình bỏ qua cái đó, đừng trở lại mình lên cái cấp cao hơn để xem rằng là hai cái ứng cử viên của nước Mỹ, phải không anh Nam? Dạ, dạ. Là một bà với một ông. Dạ. Thì ai bị ghét nhiều hơn? Đó, ai bị ghét nhiều hơn? Cái câu hỏi là ai bị ghét nhiều hơn? Cái tay nào bị ghét nhiều hơn, bị thù oán nhiều hơn thì tay ra sẽ thua. Dạ. Chứ không phải là người ta thương nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa đó, thưa quý vị, ngày xưa cái kỳ bầu cử lâu rồi đó, có một bên là ông Jimmy Carter và một bên là ông Reagan. Thì báo chí Mỹ lúc đó ấy, cũng chê cả hai ông. Lúc mà chưa cái thời kỳ mà Reagan chưa sau này trở thành thần tượng đó, chê cả hai ông, một cái nhà bình báo nổi tiếng của Mỹ viết thơ là nước Mỹ bây giờ là nước khốn nạn. Bây giờ giữa hai bên, một bên là anh bán đậu phộng là ông Jimmy Carter, và một ông là ông kép hát hạng B Hollywood không lên được. Ông Reagan nhà ta đóng phim, phim nào cũng đóng phim tầm bậy tầm bạ, vai phụ, vai phụ hay là anh hùng vở phim thì toàn là phim hạng B, nó gọi là kép hát hạng B, hạng nhì, và một ông bán đậu phộng. Hai ông ra tranh cử thôi, nước Mỹ kỳ này chả còn gì nữa, đúng không? Thế nhưng mà thật sự ra có phải như vậy không? Reagan tự nhiên ông Reagan về sau thắng ông đương kim, ông đương kim tức là ông Carter đó, trở về bán đậu phộng. Bởi chỉ có một nhiệm kỳ ông Reagan lên, ông ấy trở thành vị đại anh hùng, một trong những cái gọi là một trong cái vị mà tổng thống mà lừng lẫy của Mỹ quốc. Thành ra cái đó cũng không biết được. Thế bây giờ người ta lại nói hai cái vị bây giờ đó, một anh là gian hùng, một anh là gọi là khùng điên, với một bà là gian dối. Gian dối gọi là có thành tích, cái gì cũng gian dối, bao thời làm cái gì cũng là giấu giếm, bởi chỉ là qua mặt. Một anh ấy thì là khủng. Đó là hai người. Thế thì nước Mỹ có thật sự là đang đi xuống thật hay không? Thực ra đó, cái nước Mỹ ở cái hoàn cảnh như vậy mới biết cái vĩ đại của nó. Tức là chưa bao giờ mà ở cái nước nào khác mà cái hai ông tranh cử mà lại không phải là thần tượng, rõ ràng là người thường. Mà tại sao như vậy mà cái guồng máy của nước Mỹ vẫn tiến, nó trao đảo, nó đủ mọi thứ mà vẫn tiến? Thì tôi thấy là nó như thế này. Cái anh Trump này, anh ấy là một cái gọi là cái sự xả hơi của nước Mỹ. Anh ấy nói ra những lời tức giận của tất cả những người Mỹ, tức giận cho thân phận, cho đất nước, cho tất cả mọi thứ, xả hơi ra. Anh ấy nghĩ gì anh nói, anh nghĩ gì về đàn bà, anh nghĩ gì về đàn ông, anh nghĩ gì nước này cả, anh cứ nói. Và cái lòng dân Mỹ cũng đã nghĩ như thế. Thế cho nên tất cả đều nhìn thấy là phát biểu tất cả những lời xấu xa đều nói hết. Thế còn một bên thì che giấu. một bà đàn bà cái gì cũng giấu giếm, cái gì cũng không có nói thật. Hai người đó, một trong hai người sẽ lên làm tổng thống nước Mỹ. Và nước Mỹ cũng không hề có cái chiều hướng mà sợ là vẫn là hạng nhì trên thế giới đâu, vẫn lãnh đạo. Thế thì bây giờ còn một điểm nữa tôi muốn nói với quý vị với anh Nam nữa đấy. Thực ra cái hệ thống bầu cử của Mỹ này đấy, nó cũng sai lầm lắm. Nước Mỹ có hai cái sai lầm truyền thống tệ hại mà không giải quyết được. Một ấy là cái đơn vị đo lường, anh Nam biết không? Là ở người ta, các nước người ta thì cứ thập phân, cứ 10 cái này thì trở thành cái khác, 10 phân thành một thước vân vân. Anh này anh chia ra là anh in rồi thì anh ấy là phút rồi, là cứ không có cái thứ nào mà nó là thập phân cả, rất là đo lường, rất là phiền. Cái nước Mỹ đấy, anh ấy có chương trình 25 năm chữa mà không chữa được, anh cứ giữ hoài. Bầu cử cũng vậy. Ở bên Texas ấy, dù là dân Texas mà có ghét ông Trump đến bao nhiêu giờ đang nữa đấy, chắc chắn ông Trump sẽ dẫn trúng cử ở Texas. Dù là ông Trump có được dân Cali thương mến bao nhiêu chăng nữa đấy, ông vẫn thua ở Cali.
ở Cali này đã anh ủng hộ ông Trump, anh ủng hộ thế nào chăng nữa thì bà Clinton vẫn thắng ở Cali. Nó có một số lớn các gọi là tiểu bang ở nước Mỹ này, phe Cộng hòa và Dân chủ nó đã ổn định. Chắc chắn là nó cứ như vậy, bao nhiêu năm nay là nó không có gì thay đổi cả. Nó cứ đổ trao đảng, vượt lên không nổi. Còn lại độ 5-7 tiểu bang bản lề, nó quyết định, nó suy, quyết định cái tiểu bang đó nó thay đổi thì cái người đó được lên. Thành ra cái đó nó không phải là gọi là toàn dân đếm phiếu lại mà cộng ra. Thành như bây giờ cuối cùng quý vị thấy không, là cả bà Clinton lẫn ông Trump đều không có quan tâm gì đến tiểu bang Cali, không quan tâm gì đến tiểu bang Texas, bởi vì họ chắc như bàn thạch, họ có đủ cái phiếu ở đó rồi. Đấy, thì còn họ, mấy tiểu bang khác nó quyết định, Florida vân vân, nó ở chỗ đó. Mà cái tiểu bang ở nơi khác ấy, thì một số những người Mỹ trắng đó, họ nghĩ rằng là ta cũng là không phải là người tốt đẹp gì, ta cũng thích đàn bà, ta cũng chửi chuyện này, ta cũng chửi chuyện khác, thì bây giờ ta bầu cho mọi anh tổng thống giống ta thì cũng được. Thấy ông Trump vẫn có thể lên được. Nhưng mà quan điểm là thế này, cái anh Trump mà anh có lên làm tổng thống á, thì anh sẽ không nói, anh không thi hành những điều anh nói. Anh nói vậy thôi chứ anh chẳng xây được bức tường nào cả. Anh lại cũng nằm theo cái guồng máy của đất nước, lại đâu vào đấy. Anh ấy chỉ là đe dọa cho người ta sợ thôi. Nhưng mà cái bà Clinton mà lên ấy, bà ấy sẽ thi hành một phần những cái điều mà anh Trump nói. Bà ấy cũng sẽ làm bớt đi những cái điều mà có tính cách nghĩa là phóng khoáng quá. Bà ấy sẽ cũng phải trở thành cẩn thận hơn đối với lại những người bất hợp pháp. Bà ấy sẽ cũng dựa vào những cái quyết định mà phóng khoáng của cái anh bên anh Trump, bà ấy cũng lại cai trị đất nước, chứ không phải rằng là cứ anh nào theo anh đó, mỗi bên nó lại vẫn theo như vậy. Thì còn một cái điểm quan trọng nữa đây này, tôi đoán là finally là bà Clinton sẽ thắng, là bởi vì cái nước Mỹ nổi cơn điên lên như vậy, nhưng mà sau cùng vẫn nghĩ lại ở cái tiểu bang đó để. Và còn một điểm nữa, có nhiều người nói là bà này bà ấy gian dối nhiều quá, bà ấy không phải là người lương thiện sạch sẽ. Nhưng mà tôi nói thật tình với quý vị với lại anh Nam, anh hiểu đó, khó lòng mà có một người phụ nữ mà giống như Phật bà đấy mà cai trị nước Mỹ được. Phải có một chút gian dối, phải có một chút mưu mẹo, phải có một chút ứng xử nó có tính cách chính trị, phải chống đỡ được với những cái khó khăn. Chứ còn gọi là lương thiện 100% ấy, một người phụ nữ lương thiện 100% đấy thì cũng chả bao giờ họ ra ứng cử cả. Nó phải chống đỡ được với những tình thế, phải gọi là không phải chân thật, không có thể giải quyết được. Một vị lãnh đạo chân thật mà toàn thiện, thánh thiện thì chỉ có là nhà tu thôi, không có thể là nhà chính trị được. Thấy là thí dụ như là trường hợp như là bà ấy đã lỡ, bà ấy sai lầm trong cái vụ dùng email đó, bà ấy phải vượt qua được cái đó thì bà ấy có thể mới làm tổng thống được. Chứ bà ấy lại bảo là tôi thua, tôi làm cái này sai hết này, rồi cuối cùng mọi người tin ra tòa phạt đấy, làm sao mà làm tổng thống được. Thầy nói đúng vậy, ở cái nước Mỹ này ông tổng thống mà tốt đẹp nhất ấy, chỉ làm được một nhiệm kỳ. Hai ông cha với ông con ấy, là hai ông bút ấy, thì ông cha là tương đối lương thiện hơn, một nhiệm kỳ phải xuống ấy. Bút thì tương đối có gian trá một chút đấy, lương lẹo một chút đấy, thì xuống vai được hai kỳ. Ông tổng thống Jimmy Carter rất là đàng hoàng, thánh thiện, chỉ có làm nhà homeless ấy, không giải quyết được. Phải là người cương điệu và cũng có tính cách, nói tính cách, có tính cách là cũng hơi chính trị một tí mới tồn tại được. Clinton là một tay tồn tại được, Obama là một tay tồn tại được. Thành ra không hy vọng gì một ông tổng thống, một vị bà tổng thống thánh thiện để lên được, phải hơi chính trị và cũng có đôi khi không lương thiện được. Thành quý vị cũng nên không trông chờ ở cái sự gọi là lương thiện tuyệt đối,
để mà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo một cái đất nước như là Hoa Kỳ và lãnh đạo cả thế giới này đó, không phải là vị thánh mà là người thường. Đó là cái điều mà tôi muốn nhận định với quý vị. Và trong hai người thường đó thì tôi thấy đỡ điên khùng là Bill Clinton. Đó là nói thật. Và còn một điểm cuối cùng nữa đó là thế giới này và nước Mỹ đã có một ông tổng thống da đen, thì không phải là ông Obama là người toàn hảo trong thế giới của người đen đâu. Cơ hội. Và đây là một cái cơ hội cho một người phụ nữ lãnh đạo một cường quốc, là cơ hội đó vào tay bà Clinton. Đấy là cái điều mà tôi tiên đoán và tôi nghĩ chúng ta mở rộng cái suy tư ra để chấp nhận cho một người phụ nữ làm lãnh đạo cái nước Mỹ trong tương lai. Thưa quý vị, cảm ơn bác Lộc. Cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này nó nhiều cái đóng một ngọc bi hài kịch trong này quá. Mấy hôm nay thì ông Trump đang bị xôn xao về cái tiết lộ băng video năm 2005. Tàn nhẫn kinh khủng quá. Bây giờ tới khi bây giờ ông Trump ông phải hát cái bài mà giống như ông Thiệu hát ngày xưa là khi đồng minh tháo chạy. Từ Paul Ryan cho nên các cái vị mà đại diện Cộng hòa của tiểu bang Utah cho các hàng loạt các cái người mà endorsement cho ông Trump bây giờ bỏ chạy hàng loạt. Tháo chạy. Đến độ ông Trump dù tức là người ta báo đài CNN sáng nay hỏi là ông liệu ông tối qua cho sáng nay lặp lại thôi. Họ hỏi là ông liệu ông có rút lui cuộc bầu cử, ông tuyên bố là chiến đấu tới cùng và không rút lui. Tuy nhiên cho nên cái chuyện về cái debate vào tối chủ nhật này sẽ rất là hay, tức là nước Mỹ sẽ nasty cuộc debate, dự đoán mà tối mai. Chạy thảm. Cái là nasty là có thể là hai bên attack rất là dữ dội, tấn công rất dữ dội. Ông bà Hillary Clinton sẽ chụp cái cơ hội mà ông Trump cái băng video mới tiết lộ. Ông Trump là nói này nói nọ phụ nữ, nói tục tôi tiểu này nọ đó. Dẫn đến bước qua đồng ông Trump vẫn tấn công lại cái người mà vấn đề xâm phạm phụ nữ, lạm dụng phụ nữ. Số xa nhất là chồng bà. là ông Bill Clinton. Mà ông dùng chữ là attack, threat, shame và intimidate. Ông dùng bốn chữ: tấn công, hạ nhục, lăng nhục, đe dọa và uy hiếp những nạn nhân phụ nữ khác. Đó là trong bài Hillary Clinton. Cho nên ngày mai và ông còn câu cuối cùng cái bài mà thú lỗi bữa qua, ông xin lỗi tối qua ông Trump đó, ông còn nói là hãy chờ một hai ngày nữa lên cái debate chúng ta sẽ nói tiếp. Có nghĩa là cho nên cái báo chí Hoa Kỳ sáng nay kêu là cái cuộc debate vào tối chủ nhật ngày mai, hôm nay mình nói chuyện ngày thứ bảy, okay. Bắt lọc chiều thứ bảy thì ngày mai chủ nhật là nó là cái nasty nhất, dơ bẩn nhất trong lịch sử tranh luận của nước Mỹ trong cuộc tranh luận tổng thống. Cái thứ hai nữa, bây giờ sáng nay cũng nhân tiện vào truyền hình CNN thì quý vị cũng thấy là trong nước Mỹ truyền thông chia làm hai phe, có ít cái phe trung lập lắm. Nói vậy thôi chứ ít cái phe trung lập là phe của Fox thì ủng hộ Đảng Cộng Hòa, phải không? Phe của một số phe khác thì cho là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Thì chúng tôi sáng nay lên cái mục Politics năm 2016 thì click vào đó thì họ chia cái sơ đồ làm từ map của 2016. Map đó là gì? Là nói với bác Lộc này, nước Mỹ có hai màu xanh màu đỏ, màu xanh của Đảng Dân Chủ, màu đỏ của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ muốn kiểu gì thì kiểu, những đảng nào, cái tiểu bang nào theo đảng đó rồi nó thắng cái đảng đó thôi. Rồi California thì nó là tiểu bang màu xanh, nó là của Đảng Dân Chủ. Giờ anh Cộng Hòa có làm giống gì nó cũng là của Đảng Dân Chủ. Mà tiểu bang Texas là Đảng Cộng Hòa thì làm giống gì thì Texas cũng là Đảng Cộng Hòa. Cho nên nó phân ra ba cái loại tiểu bang. Loại tiểu bang màu đỏ là của Cộng Hòa, màu xanh Dân Chủ, và chính giữa là vùng tranh chấp là màu vàng cam. Tiểu bang tranh chấp 5-6 tiểu bang, Florida, Philadelphia, Ohio này nọ, North Carolina này nọ, thì những tiểu bang đó là màu vàng cam. Thì nó tính cái số phiếu cử tri, thì muốn làm tổng thống phải đạt được 270 cái lá phiếu cử tri đoàn đó. Không? Thì hiện nay đó, bà Hillary tin bà cầm trong tay là 272 phiếu rồi. Cho dù Trump thắng, không những thắng tất cả tiểu bang màu xanh, một tiểu bang màu đỏ đang hòa, thắng luôn tiểu bang mà đang tranh chấp là màu vàng, thắng 5-6 tiểu bang màu vàng luôn chăng nữa đó, thì ông Trump vẫn không đủ phiếu cử tri đoàn làm tổng thống.
mà muốn làm tổng thống, ông Trump không những thắng tất, giữ tất cả sự ủng hộ của tất cả tiểu bang màu đỏ, tiểu bang Cộng hòa, thắng luôn 5-6 tiểu bang tranh chấp, và đồng thời phải đánh gục một tiểu bang dân chủ thành Cộng hòa. Đúng rồi. Thì ông Trump mới có cái cơ may, cơ may thắng. Nhưng mà trong cái lúc ông dùng hết tất cả sức lực bình sinh của ông đó, để lật ngược tới cờ đó, bây giờ hiện nay ông đang dưới 5 điểm, thua bà Hillary Clinton. Ông dùng tất cả sức lực bình sinh để ông lật ngược tới cờ, thì quả bom đã nổ, chuyện đàn bà đã nổ, khiến cho ông ta bơi trong đống này và nhìn thấy đồng minh tháo chạy. Người ta cho rằng cái cơ hội của bà Clinton ngàn vàng, cơ hội ngàn vàng để lên ngôi một vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Và ông Trump những cái trận chiến cuối cùng này, ông rơi vào những trận đánh hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi thật sự mà hoặc là cái ban cố vấn ông quá yếu, hoặc là cái ông này không cố vấn được, chả nghe ai hết. Là bởi vì sao? Ông xua đuổi cử tri Mỹ và Mỹ Latin ra khỏi cái cử tri bầu cho ông ta. Ông nói chuyện mà di dân, cái chuyện cái bức tường. Ông ta nói cái chuyện mà cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Ông ta nói cũng hơi kỳ thị Á Châu. Rồi ông ta lại nói những lưu tứ lung tung như vậy. Ông muốn nói gì ông nói. Cho nên, nhưng mà có một cái điều quý vị thấy là cuộc đời mà, cái đó chưa phải là vấn đề. Nếu không nói như vậy thì làm sao bao nhiêu người bị trắng cuồn cuộn kéo theo bầu ông ta, ủng hộ ông ta. Cho nên nãy bắt đọc cái nói càng nhiều người ghét thì sẽ có rất là nhiều người thương. Còn dở ương ương thì mình thì không ra giống gì hết. Đều bắt bắt không. Cho nên nó trở lại Mai Xuân Nguyễn cũng vậy. Nó trở lại Mai Xuân Nguyễn thì rất là nhiều người ghét, nhưng mà cũng có rất là nhiều người thương. Cho nên cái trận chiến của Mai Xuân Nguyễn và trận chiến đối với Ascara và trận chiến của bà Hillary Clinton với ông Trump đó, khiến chúng ta suy nghĩ là cái chính trị nước Mỹ thực sự ra cái gì. Ông Trump làm được cái việc mà ít ai dám làm. Ông làm việc là cuộc tranh cử phi truyền thống, không giống ai trong lịch sử cả. Nói những điều cấm kỵ, nói những điều mà dân muốn nghe mà không dám nói, các trình gia không dám nói. Ông Trump là nói những điều mà dân Mỹ muốn nghe. Ở đây Mỹ trắng, đóng gạch là Mỹ trắng muốn nghe. Mất việc, nhìn thấy di dân thành công, đúng không? Nhìn thấy cái xã hội bây giờ nó không còn mà trặc màu trắng, nói đủ thứ xứ tiếng, khó nghe, không phải tiếng Mỹ nữa. Cái người bị trắng cảm thấy frustrated, như bác Trị Lộc nói, họ bị dồn nén. Right? Ông nói được điều đó là nói cái điều người Mỹ trắng muốn nghe mà các chính trị gia không dám nói. Đúng rồi, cái đó là đúng. Còn bà Clinton nói những điều mà dân không muốn nghe mà các trị gia muốn nói. Ví dụ như thì chúng ta thấy cái đối lập của hai nhân vật này. Cho nên nó dẫn đến trong nhà, ví dụ cháu nói chuyện trong nhà cháu, thì trong bốn người trong gia đình cháu, hai vợ chồng hai đứa con, thì split hai người đứng cái phía ông Trump và hai người đứng phía bà Hillary Clinton. Nó split kể cả trong đời sống di dân. Ví dụ cho nên chúng ta thấy một điều như thế này, là cái cuộc trận chiến bầu cử tổng thống Mỹ là trận chiến vỡ ra. Nhưng mà cái điều cháu rất là thích ý nhận định bác Lộc này, dù người thắng hay người thua, ông dù Trump thua trong đợt này chẳng nữa, nhưng mà tôi tin rằng bà Hillary Clinton sẽ học được rất nhiều những điều từ ông Trump. Đúng rồi, cái điều đó mình nhìn thấy. Ví dụ như bà Hillary Clinton đấu ông Sanders. Right? Ông Sanders ông đưa những phát kiến hay quá. Tuy là ông thua, nhưng mà bà tuyên bố trong cái bài diễn văn của Đại hội Đảng Dân Chủ là gì? Bà include những cái chính sách của ông Sanders, vào trong cái kế hoạch làm tổng thống của bà ta. Cho nên ông Trump, ông có thể có những sai phạm về nhân cách, sai phạm về tính tình, sai phạm ăn nói bạc mạng, sai phạm ăn nói không dè dặt, cũng người chính khách chuyên nghiệp. Nhưng ông Trump, ông là biểu tượng của cái nguyện vọng của người dân Mỹ. Cái đó là điều đúng, anh nói hoàn toàn đúng. Ông nói đúng. Những điều đúng tim đen người dân Mỹ. Đúng rồi. Và những điều dân Mỹ muốn nghe. Cho nên cái đó, nếu bà Hillary Clinton không học những điều ông Trump nói ngày hôm nay, đúng, thì xin lỗi, nước Mỹ sẽ là một cái bãi chiến trường tan nát hết. Đúng. Bất hòa. Tôi đồng ý với anh Nam cái chỗ như thế này này. Ông bao nhiêu năm nay
nước Mỹ vẫn giữ cho cái mực thước lịch sự, thì Trump là người phá lệ. Phá lệ. Nói tất cả những cái điều thầm kín, mà nói thật tình không phải của người Mỹ trắng, của con người. Thích đàn bà, thấy đàn bà mà có chồng rồi mà anh lại còn có muốn tấn công nữa. Nói ra hết. Thèm khát. Rồi anh ấy trông tới mẹ, anh ấy muốn xây tường mà cho nó phải trả tiền để tống nó về hết. Đó là cái điều mà ngay cả người mẹ người ta cũng nhìn thấy, không dám nói ra. Tất cả những điều đó ông nói ra. Và anh ấy phá lệ. Và cuối cùng anh này có lẽ không làm được tổng thống, nhưng mà đỡ lại một cái kỳ tranh cử lịch sử để mà nói hết tất cả những cái điều mà cần phải nói cho cả nước Mỹ, cho cả nhân loại. Và cái bà tổng thống, bà này bà ấy lên được làm tổng thống, bà ấy học được những cái bài học rất nhiều của đối thủ của bà ấy. Yeah. Đấy, bởi vì nói người thì ngẫm đến ta, bà ấy phải là người mà nhìn thấy anh này anh bạt mạng, anh này anh bê bối, anh này trai gái, anh nói lỗ bạc. Nhưng mà thực ra anh cũng là người giống như ông chồng mình thôi. Yeah. Có khác gì đâu. Thành ra bảo vệ là bảo vệ thôi, nói lịch sự là nói như vậy thôi. Nhưng mà cái điều là cái việc tranh cử như vậy ấy, cả hai người đó lại là bài học cho tất cả mọi người chúng ta. Yeah. Cho cả nước Mỹ. Yeah. Chúng ta có những cái xấu, chúng ta có những cái tốt. Có cái chúng ta nói ra, có cái chúng ta không nói ra. Chúng ta đã từng lịch sự thưa ông, thưa bà, nhưng trong bụng chúng ta nghĩ chúng ta muốn giết nó. Hay là chúng ta có những cái thèm muốn về đủ mọi thứ. Cái điều đó là bài học. Bài học công khai trong một cái chính trường, trong cuộc kỳ bầu cử. Và chúng ta chờ trong một ngày, hai ngày nữa, một cái trận tàn sát. Cháu với bác sẽ chắc không thể nào rời khỏi máy truyền hình được. Bây giờ trở lại cái chuyện bác và chuyện mấy cuốn cái CD, mấy cái project của bác thưa bác. Bây giờ thì cái chuyện này thì có thể mình trình bày, bác trình bày vắn tắt. Yeah. Nhưng mà để giới thiệu cho quý vị biết là chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi mới sản xuất được 4 cái đĩa mà chia làm 2 bộ phim. Mà cái này cũng đau thương tàn nhẫn lắm, là một cái đĩa trong cái bộ phim này nó có nói là những người cha quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tâm tình của những đứa con năm nay 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi là người cha của người lính Việt Nam Cộng Hòa, nói lên cái tâm tình để mà nhớ ơn, công ơn của cha anh đã chiến đấu, mà đồng thời cả gia đình chấp nhận là những gia đình chiến bại. Nói cái tâm tư của những người con của gia đình ông cha đã chiến đấu để mà giữ cho gia đình vân vân và trở thành chiến bại nhưng bây giờ còn tồn tại. Đó là một cái đĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa như thế nào, những đứa con như thế nào, quý vị coi thì sẽ biết. Cái thứ hai đó là một cái đĩa nữa có cuốn phim nói về cảm ơn nước Mỹ. Cái cuốn phim nó cũng hay. Trong đó có một cái bài ca cảm ơn nước Mỹ của một nhạc sĩ Việt Nam làm, nói lên thực sự chúng ta ở nước Mỹ này chúng ta có học được hơi kỹ một cái bài học của thế giới tự do là cảm ơn và xin lỗi. Người ta gọi là cái văn hóa cảm ơn và văn hóa xin lỗi là đổi đầu môi chót miệng, nhưng mà sự thật là cần luôn luôn phải nói lời cảm ơn, luôn luôn phải nói lời xin lỗi để mà mình trở thành lương thiện. Thì trong đó có cuốn phim về cảm ơn nước Mỹ, cái cuốn phim đó tôi thấy cũng hay. Thế rồi còn một cuốn phim nữa thì thưa quý vị là kể đầu đuôi cái câu chuyện của cái viện bảo tàng. Thì tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi, tôi rất là hãnh diện một cách vô tình mà đã thực hiện được cái viện bảo tàng truyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Và có lẽ những cuộc biểu tình chống cộng, những cái bao nhiêu công trình văn hóa, văn nghệ các thứ rồi thì nó trở thành những cái ký ức. Nhưng mà riêng cái viện bảo tàng nó trở thành cái hiện vật mãi mãi về sau này. Thì cái cuốn phim nó nói về viện bảo tàng. Nhưng mà còn cái phim cuối cùng, tôi nói với anh Nam, với quý vị, cái phim này, nói thật tình, bao nhiêu năm nay rồi thì bên anh Phạm Phú Nam với chúng tôi mới dám thực hiện ra. Cái phim này là nói về cái nhìn của những người bại trận. Rõ ràng là chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã có hai nền Cộng Hòa, đệ nhất, đệ nhị. Chúng ta đã xây dựng được miền Nam
trong 21 năm từ năm 4 đến 75. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận chúng ta là người thua trận. Và có nhiều người không chấp nhận cái lý cái đó, nói là nhất định chúng ta không thua bởi vì vân vân. Nhưng mà sự thực cái thua nó là hiển hiện. Thì chúng tôi trong cái phim này chúng tôi xác nhận đứng về phía những người thua trận mà giải bày, mà nhìn cái cuộc chiến, cái cuốn phim đó đặc biệt. Thì bây giờ mình phải nói như thế này này, có trong phim đó tôi có một cái sự giải bày đặc biệt là đổ thừa cho Mỹ, đổ thừa cho lãnh đạo, đổ thừa vì cái này cái khác. Nhưng mà sự thực trong đó chúng tôi có nhìn thấy kết luận là toàn thể miền Bắc với miền Nam đánh nhau thì miền Bắc họ có cái chủ nghĩa tàn khốc, độc tài, đủ mọi thứ xấu xa, nhưng mà nó dồn nỗ lực 100% nỗ lực ra đánh. Còn mình ấy thì nói như ngày ai đánh thì đánh, ai khổ thì khổ, vẫn còn cái phần ăn chơi và cái phần mình xây dựng kiến thiết. Thành ra trong cái đó, trong cái xây dựng kiến thiết dân chủ tự do vân vân như vậy ấy, nó có cái mầm của cái sự thất bại đấy. Một bên ấy thì đánh bằng toàn lực, đánh bằng mọi thứ, một bên đi thì ta vừa đánh vừa chơi, người đánh thì nào cứ đánh, thành có cái mầm thất bại. Thành cái thất bại đó nó là chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì cái điều đó là cái điều mà trong cuốn phim đó chúng tôi giải bày như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về chiến tranh thì chúng tôi xin xác định với quý vị là chúng ta có thật có những chiến thắng. Chiến thắng thứ nhất đấy là miền Bắc dùng tất cả các lực lượng miền Nam cộng với miền Bắc đánh trận gọi là Mậu Thân 68, oanh tàn nhẫn, đánh 46 thành phố, đánh cùng một lượt. Nhưng mà cuối cùng không thắng, chúng ta lại giải quyết được từng thành phố một, giải tỏa được. Trận cuối cùng là đánh ở năm Mậu Thân nữa, là giải tỏa được Huế, là chúng ta vẫn thắng trên chiến trường được cái trận đó. Mặc dầu trên thế giới thì là coi như tiêu, danh cái đám phản chiến nó nổi lên và nó chống đối thì cái tính cách thế giới là chúng ta thua. Nhưng mà trên chiến trường 68 chúng ta thắng. Còn cái trận 72 đó, trận đó là trận kinh khủng. Miền Bắc dốc toàn lực để đánh miền Nam, đánh trên ba mặt trận, đánh từ miền Trung, đánh từ miền Cao Nguyên, đánh từ miền Nam, dồn vào quân vào từ chuyển qua Lào, qua Campuchia, đánh vào miền Bình Long, rồi thì đánh ở trên Kon Tum, đánh xuống, đánh ở Quảng Trị, đánh ba mặt trận. Và bên đó nó dồn nỗ lực, tất cả các trường đại học, trung học ở miền Bắc đóng cửa hết, thanh niên dồn vào đánh hết, đánh mình cũng đỡ được trận đó. Cuối cùng mình vẫn là Kon Tum oai hùng, Bình Long anh dũng, Quảng Trị thắng các thứ, mình giải quyết được các đó. Trận 75 không đánh. Trận 75 tưởng rằng là mình bị phải bỏ, thế giới tự do bỏ, chính phủ bỏ, thành ra không có đánh. Thành ra không có chỗ nào gọi là phải kéo cửa hàng, nhưng mà bỏ hết, buông hết. Cái trận đó là trận buông, nhưng mà mình phải công nhận buông mà là thua. Chứ không thể nói là bởi vì này vì tại vì được là thua, trận 75 thua. Nhưng mà có một điểm là miền Bắc với miền Nam đánh nhau, thưa quý vị, tôi sẽ nói lại một lần, không bao giờ miền Nam thắng được bởi vì miền Nam phòng thủ. Miền Bắc đánh trận này, trận khác, đánh mãi mà không được, nhưng mà luôn luôn miền Bắc lại có miền Bắc lại trở về. Còn mình phòng thủ, mình có đánh ra miền Bắc đâu. Cho nên trong một cái chiến tranh mà chỉ phòng thủ không thôi thì sẽ có ngày thua. Không thể nào mà phòng thủ thắng mãi được, cứ thủ là thể có ngày thua. Cho nên đã có một ngày thua. Nhưng mà có một điểm là thế này, tôi là người nhìn nhận và tôi muốn thưa với quý vị là cái gì gọi là can trường trong chiến bại. Trong chiến bại từ 75 trở đi ở miền Nam có hai trận đánh rất can trường kéo dài suốt 20 năm mà mọi người không nhìn thấy. Cái trận thứ nhất là trận tù cải tạo, hàng trăm ngàn người bị không có ai lãnh đạo, không có ai chỉ huy, đều xếp hàng vào trong tù cải tạo. Nhưng mà tất cả mọi người không có ai đầu hàng. Có một vài người ăng ten các thứ vớ vẩn, không có một người nào gọi là đầu hàng cộng sản, đi theo cộng sản để trở thành bị cộng sản chiêu hồi cả. Hàng trăm ngàn người, chúng ta chết thì chết, chúng ta còn ở đây, chúng ta còn ở đất nước hay chúng ta đều ở thế giới tự do. Ngày hôm nay chúng ta xuất thân là cựu tù cải tạo vân vân, không người nào đầu hàng cả.
thành cái trận đánh mà nó gọi là nó cải tạo tất cả hàng trăm ngàn người. Nó không cải tạo được ai hết cả. Không có ai theo Cộng sản cả. Mà trong khi trong chiến tranh Việt Nam có một điểm quan trọng nữa là hàng trăm ngàn chiến binh Cộng sản trở về với miền Nam trong chính sách chiêu hồi. Họ tự nguyện họ trở về với miền Nam theo chiêu hồi. Họ đi theo ánh sáng tự do, họ từ bỏ chế độ Cộng sản. Đó là một cuộc đấu tranh chính trị rõ ràng chúng ta chiến thắng. Cái đó là một cái chiến dịch mà mất như rắn mất đầu rồi mà mọi người vẫn còn chiến đấu được trong tù và không ai theo Cộng sản cả. Cái đó là cái trận tù cải tạo mà chúng ta chiến thắng. Cái trận thứ hai nữa, quân dân miền Nam nói thật tình ấy cũng không quyết tâm gì cả. Cho nên vui vẻ trong cái an bình trong 21 năm của miền Nam đó, không có tham sự vào để mà giữ toàn vẹn đất nước bị mất. Nhưng mà sau đó rồi thì cái trận Việt Biên, cái trận Việt Biên không ai chỉ huy cả, tự ai nấy làm, đánh tự tìm được đường mà đánh, đánh cái gì là đi đào thoát. Trong chiến tranh bao giờ cũng vậy, bị tù thì phải tìm cách đào thoát. Tất cả miền Nam bị tù đào thoát bằng cách là đi tìm tự do trên con đường vượt biển. Thì trận này đó là không phải là các thanh niên cầm súng nữa, ông già bà già, người trẻ con rồi thì người mang bầu, tất cả đều xuống thuyền 5-7 lần, bao nhiêu lần đang nữa. Có bao giờ mà ngày xưa đi đánh nhau mà biết chắc là sẽ chết, sẽ vùi thân ở biển cả, tất cả mà mọi người mà cũng đi không? Những người vượt biên đi biết được là có thể là một nửa chết, nửa sống đều đi hết, và đã đi được bao nhiêu, đi được cả triệu người. Và 1/3 hay là một nửa đã hy sinh. Cái trận đó là cái trận vượt biên, cái trận đó mới thực sự là can trường trong chiến bại. Thì trong cái cuốn phim đó, chúng tôi ghi được là tiếng nói của phe chiến bại mà đã chiến đấu can cường cho đến ngày hôm nay như thế nào. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn ghi nhận được, muốn đưa vào cái bộ phim mà chúng tôi gửi với quý vị, ghi dấu 40 năm cơ quan IC thành lập, để chúng tôi sẽ phổ biến trên báo chí, trên tin tức để quý vị đón coi và quý vị nhìn thấy. Chúng ta an tâm là chúng ta đã can trường thật, chứ chúng ta không phải là thực sự một cái lũ chiến bại xấu xa như là lịch sử đã ghi dấu sai lầm như vậy. Đó là điều mà chúng tôi muốn giải bày với quý vị trong cái cuốn phim, trong cái bộ phim mà chúng tôi phát hành ra và rất là hãnh diện để gửi đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Trước khi dứt lời, cháu nghĩ thêm cái trận chiến thứ ba là sau mà 40 năm sống tại ngoại thì cái cộng đồng người Việt quốc gia của mình đã xây dựng một thế đứng vững mạnh về chính trị, về văn hóa, đào tạo những đứa con thành tài, làm rạng danh cho nước Việt tại ngoại. Cho nên chúng ta đã thắng một cách rất là xứng đáng, chứ không phải do ta chiến bại. Cháu nghĩ rằng chúng ta thắng một cách xứng đáng và cuối cùng chúng ta sẽ có mặt tại Sài Gòn. Và cuối cùng chúng ta là final winner, người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chơi chưa kết thúc, thưa bác Lộc. Vâng, đồng ý. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn bác Lộc rất là hân hạnh được có những cuộc bàn của bác. Vâng, xin cảm ơn.